Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, tỉnh Kon Tum tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở lớp 3, lớp 7, lớp 10. Chương trình được triển khai ở vùng thuận lợi và vùng khó khăn nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên là tỉnh có tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số chiếm trên 57%. Trên thực tế, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tại những vùng dân tộc thiểu số đang còn nhiều khó khăn. Năm học 2021-2022, trường Trung học cơ sở Bờ E, huyện Kon Long thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đầu tiên ở lớp 6. Qua nhiều nỗ lực, trường đảm bảo hoàn thành chương trình đúng kế hoạch. Tuy nhiên, học sinh lớp 6 năm vừa rồi có kết quả học tập cao rất ít. Cụ thể, trong 39 em, chỉ có một em đạt loại tốt, 3 em xếp loại khá. Năm học 2022-2023, trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 6 và lớp 7. Với 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, việc đánh giá học sinh như thông tư số 22 ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 khiến trường lo lắng. Cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 á, thì chúng ta đánh giá học sinh theo thông tư 22. Thì qua một năm học và đến nay là thực hiện cái năm thứ hai. Về cái công tác giảng dạy đối với cán bộ giáo viên thì những giáo viên đã đi tập huấn thì họ có kinh nghiệm và thực hiện tốt. Kể cả một số giáo viên hợp đồng về trường thì nhà trường cũng đã triển khai và tập huấn lại. Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Với yêu cầu này, thời gian qua, các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi với vùng sâu vùng xa. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên với hơn 1.100 người. Ở các trường vùng dân tộc thiểu số còn chồng chất thêm nhiều khó khăn khác, ảnh hưởng đến công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong quá trình đã tập huấn rồi, trong thời gian hè, thì chương trình mới đối với học sinh dân tộc thiểu số thì nó cũng khó. Vì là vừa cái chương trình mới này là học và học sinh tự học, chỉ có giáo viên là gợi mở học sinh tự học. Các em chưa có ý thức trong cái quá trình học ở nhà cũng giống như là tự học đối với chương trình mới này. Thì trong quá trình dạy thì chúng tôi là kết hợp giữa cái mới và cái cũ, thì đến thời điểm này là đồ dùng học tập vẫn chưa có đầy đủ. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được xây dựng theo hướng ghép những nội dung liên quan tạo thành môn học tích hợp, thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên. Tuy nhiên, các trường vùng dân tộc thiểu số gặp khó từ chính việc chuyển tải và tiếp thu nội dung chương trình mới. Mà chị thấy chương trình nó hơi nặng hơn thôi. Bài tập thì nhiều, nhất là môn toán. Bài tập là hầu như là các bài là từ 1 cho đến 5 bài tập. Rồi là có chữ, bài tập là có phần A, phần B. Nên là rất là dài. Truyền thủ đó là mất nhiều thời gian so với chương trình cũ. Thôi thì nên là giảm tải bớt một số bài tập, cái phần khó hơn thì giảm tải bớt đi để cho học sinh nó nắm, mà chúng tôi là truyền thụ cho nó kịp nữa, chứ không thời gian không đủ để truyền thụ hết ở trên lớp. Trong khi chờ đợi có giải pháp tháo gỡ những khó khăn triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, thầy cô giáo ở vùng dân tộc thiểu số vẫn ngày ngày bám trường bám lớp, chủ động khắc phục những hạn chế, cùng học sinh nỗ lực đảm bảo tiếp thu những kiến thức mới theo phương pháp học tập mới.